Minh Hiền rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong buổi live stream do Bệnh viện Quốc tế City thực hiện. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là kỹ thuật nội soi MBI, bước đột phá trong chẩn đoán ung thư dạ dày sớm. Và chương trình đã được phát sóng trực tiếp trên fanpage của Bệnh viện Quốc tế City. Do đó quý vị đừng quên hãy like, chia sẻ đến người thân, bạn bè để được cùng theo dõi và có thêm được những kiến thức hữu ích nhé. Ngay từ bây giờ quý vị đã có thể đặt những câu hỏi bằng cách bình luận bên dưới. Ban tổ chức sẽ đặt ra 5 phần quà dành tặng cho 5 vị khán giả có câu hỏi sớm nhất. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, ung thư dạ dày xếp thứ tư về tỷ lệ mắc mới, chỉ sau ung thư phổi, ung thư vú và ung thư gan. Với ca nhiễm lên đến 18.000 ca và trong đó 15.000 ca đã dẫn đến tử vong. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì những phương pháp chẩn đoán và tầm soát ung thư dạ dày thì ngày càng hiện đại và phát triển. Nội soi dạ dày thì đang được đánh giá là một trong những phương pháp hiệu quả nhất giúp sàng lọc cũng như chẩn đoán ung thư dạ dày sớm, từ đó có được những phác đồ điều trị một cách hiệu quả nhất. Trong những cái phương pháp đó thì kỹ thuật nội soi MBI đang là một trong những phương pháp có bước đột phá lớn nhất. Vậy, kỹ thuật nội soi MBI là gì? Và nó có khác biệt gì, ưu điểm hơn so với những phương pháp nội soi khác? Sau đây, Minh Hiển xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Đức Minh. Chào bác sĩ. Xin chào MC Minh Hiển và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị khán giả, bác sĩ Minh đã có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội soi. Bác sĩ Minh từng công tác tại Bệnh viện Trưng Vương và Bệnh viện Nguyễn Trãi. Tại thời điểm bây giờ thì bác sĩ Minh đang giữ cương vị là bác sĩ trung tâm nội soi của Bệnh viện Quốc tế City. Bác sĩ Minh có thể giải thích cho Minh Hiển cũng như là quý vị khán giả được biết là thế nào là ung thư dạ dày sớm và nó có ảnh hưởng như thế nào đối với người bệnh không ạ? Ung thư dạ dày sớm thì trước tiên chúng ta nói về cái cấu tạo của thành ống tiêu hóa trước. Thì khi mà bác sĩ nội soi đặt máy nội soi vào trong dạ dày thì cái hình ảnh đầu tiên thấy trên màn hình nó gọi là lớp biểu mô. Dưới lớp biểu mô ta có lớp đệm, dưới lớp đệm là lớp cơ niêm, dưới lớp niêm là lớp hạ niêm mạc và dưới lớp hạ niêm mạc là lớp cơ. Nếu cái tổn thương ung thư nó chỉ nằm khu trú ở trên lớp biểu mô và xâm lấn xuống tối đa là phần nông của lớp hạ niêm mạc thì lúc đó ta gọi đó là một ung thư sớm và có thể cắt bỏ hoàn toàn qua nội soi. Dạ vâng. Theo Minh Hiền được biết thì khi mà mọi người phát hiện ra mình là đang bị ung thư dạ dày á thì thường là đang ở giai đoạn cuối và nó sẽ rất là tốn kém cũng như là rất là khó điều trị. Như vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cho Minh Hiền cũng như quý vị khán giả được biết là những cái dấu hiệu nào để chúng ta nhận biết được là đang bị mắc ung thư dạ dày. Đối với ung thư dạ dày sớm thì triệu chứng lâm sàng thường là không có rõ ràng và nó dễ bị trùng lấp hay là giống như một cái viêm dạ dày thông thường. Thì khi một bệnh nhân mà có những cái triệu chứng như sau thì nên đi kiểm tra và soi. Ví dụ như triệu chứng về đau bụng, đau thượng vị, buồn nôn, nôn ói hay nôn ra máu, nuốt nghẹn, ở hơi ở chua thường xuyên hoặc là một cái thiếu máu đã đi tìm rất là nhiều nguyên nhân mà chưa tìm ra thì nên đi nội soi. Dạ. Để kiểm tra. Dạ vâng, dạ. Cảm ơn bác sĩ. Và nếu như những quý vị khán giả nào đang gặp những tình trạng đó thì hãy nhanh chóng đến bác sĩ để được tư vấn cũng như là có những phương pháp sớm để chúng ta điều trị nhé. Dạ, Minh Hiền cũng xin bác sĩ chia sẻ thêm một chút xíu nữa là hiện nay có những phương pháp chẩn đoán sàng lọc nào để phát hiện ung thư dạ dày sớm, phương pháp nào hiệu quả nhất tới thời điểm hiện tại? Có nhiều phương pháp để chẩn đoán và điều trị nhưng mà đối với một cái ung thư dạ dày sớm thì chỉ có nội soi là phương pháp tốt nhất cho đến hiện nay. Tại vì có những cái ung thư sớm thì nó rất là nhỏ, hoặc nó lồi hoặc nó lõm lên trên bề mặt 1-2 mm thôi. Còn đường kính có thể là dưới cả 1 cm, có khi là 1-2 cm, thì chỉ có nội soi mới thấy được những cái tổn thương đó thôi. Dạ vâng, Minh Hiền cũng thấy được là phương pháp nội soi đang là một trong những cái tiêu chuẩn vàng trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh về đường tiêu hóa ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại, không bác sĩ? Và đi cùng với những tiến bộ khoa học kỹ thuật thì nổi bật trong số đó thì Minh Hiền thấy là có phương pháp là nội soi MBI. Như vậy thì phương pháp kỹ thuật nội soi MBI là gì? Có những ưu điểm nào so với những phương pháp thông thường khác thưa bác sĩ? MBI là một cái kỹ thuật mới. Thì MBI là người ta sử dụng một cái bộ lọc MBI để lọc những ánh sáng trắng bình thường thành ánh sáng đơn sắc. Thì những cái hồng cầu hemoglobin ở trong lòng mạch đó nó sẽ hấp thu nhiều hơn so với mô xung quanh. Thì từ đó tạo ra sự tương phản giữa cái mạch máu và mô xung quanh. Thì chúng ta có thể quan sát kỹ hơn về cái vi mạch máu, vi bề mặt. Từ đó chúng ta thể chẩn đoán được một cái ung thư sớm hoặc là một cái ác tính hoặc một cái lành tính.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Như vậy chúng ta cũng hiểu được sơ qua về cái kỹ thuật nội soi MRI là gì. Và bác sĩ có thể chia sẻ thêm với Minh Hiển cũng như là quý vị khán giả được biết thêm là những cái đối tượng nào thì sẽ dễ bị mắc ung thư dạ dày giai đoạn sớm và cái phương pháp tầm soát như nào thưa bác sĩ? Những cái đối tượng mà nên đi kiểm tra về nội soi ung thư dạ dày thì thường là chúng ta có 3 nhóm. Thứ nhất là những người có triệu chứng mà hồi nãy mà bác sĩ đã nói ở trên. Thứ hai là những người có tiền căn gia đình là có ung thư đường tiêu hóa thì nên đi soi sớm. Và đối tượng thứ ba là theo cái nghiên cứu ở Hàn Quốc, trong cái chương trình tầm soát ung thư quốc gia, người ta ghi nhận là những người bệnh nhân mà được soi trên 40, những người bệnh nhân trên 40 tuổi mà được soi á, và trong vòng 2 năm có soi một lần thì giảm được cái tỷ lệ tử vong do ung thư dạ dày là trên 50%. Cho nên nếu mà trên 40 tuổi thì nên đi tầm soát về ung thư dạ dày. Dạ vâng, những yếu tố về di truyền cũng như là những yếu tố khác sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của bệnh nhân. Và quý vị nếu mà chúng ta đang có những vấn đề đó thì hãy liên hệ trực tiếp với Bệnh viện Quốc tế City và gặp trực tiếp bác sĩ Minh để được giải đáp thắc mắc nha quý vị. Bác sĩ ơi, thì Minh Hiển cũng có thêm một vài câu hỏi khác muốn nhờ bác sĩ chia sẻ. Thì hiện nay thì ngoài nội soi gây tê thì chúng ta có là nội soi an thần, và nội soi an thần sẽ giúp cho khách hàng an tâm hơn khi mà nội soi. Như vậy thì giữa hai cái phương pháp nội soi gây tê và nội soi an thần thì bệnh nhân nên lựa chọn phương pháp nào thưa bác sĩ? Cả hai cái nội soi gây tê và nội soi thì mình đều soi được, nhưng mà bởi vì muốn tầm soát một cái ung thư hay một cái tổn thương thì chúng ta phải bỏ nhiều thời gian để soi, thì khuyến cáo là nên soi ít nhất là 6 phút, có thể 9 phút càng tốt hoặc là lâu hơn tùy theo tổn thương dạ dày. Thì khi mà soi tê đó, bệnh nhân không có hợp tác với thời gian soi kéo dài thì sẽ dễ bị ảnh hưởng. Nhưng mà nếu mà soi an thần á thì chúng ta có thể có nhiều thời gian để soi, bệnh nhân thì nằm im. Và hiện tại bây giờ thì với đội ngũ gây mê ở Bệnh viện Quốc tế City á thì rất là tốt và được khám sàng lọc rất là kỹ trước khi soi, cho nên là rất là an toàn. Nên là tôi hay khuyên bệnh nhân là nên soi dạ dày an thần. Dạ vâng, phương pháp này em nghĩ là cũng được khá là nhiều khách hàng khi mà đến Bệnh viện Quốc tế City và thực hiện phương pháp bác sĩ. Dạ vâng, sẽ có rất là nhiều khách hàng lo lắng cũng như là bồn chồn trước khi mà tiến hành quá trình nội soi. Như vậy thì bệnh nhân trước khi nội soi thì chúng ta cần chuẩn bị gì? Có cần phải ăn uống hoặc là phải kiêm khe gì không? Và ngoài ra thì sau khi nội soi á thì bệnh nhân cần phải chuẩn bị những gì thưa bác sĩ? Nếu mà một bệnh nhân chỉ soi dạ dày, trước khi soi thì chỉ cần nhịn ăn khoảng 6 đến 8 tiếng. 6 đến 8 tiếng. Dạ. Rồi nếu mà muốn kiểm tra về HB, tại vì khi nội soi chúng ta sẽ kiểm tra HB để được kết quả chính xác hơn, thì chúng ta nên ngưng kháng sinh trên 4 tuần và ngưng những cái thuốc về bao tử như là ức chế bơm rồ tông trên 2 tuần để được kết quả HB chính xác hơn. Còn sau soi thì bệnh nhân chỉ cần để ý kết quả sau soi, thì sau kết quả soi thì bác sĩ sẽ khuyên bệnh nhân là nên làm gì, bao lâu nên soi lại, và dựa trên cái kết quả ban đầu soi. Thứ hai là nếu mà bệnh nhân soi an thần á thì không nên tự lái xe về. Dạ vâng. Vậy thôi. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Và Minh Hiển cũng chia sẻ với quý vị là thực sự là những cái thời điểm hiện tại bây giờ thì Minh Hiển nghe những gì bác sĩ chia sẻ thì Minh Hiển thấy là bác sĩ rất là tâm huyết đối với những cái bệnh nhân khi mà đến điều trị tại Bệnh viện Quốc tế City. Và kính thưa quý vị, thì chắc hẳn là quý vị cũng sẽ có rất nhiều những cái câu hỏi liên quan đến bệnh ung thư dạ dày và nhờ bác sĩ để trả lời thắc mắc. Một lần nữa thì Minh Hiển cũng thay mặt quý vị khán giả đang xem trực tiếp livestream được gửi lời cảm ơn đến bác sĩ về những cái chia sẻ của bác sĩ để giúp cho những khách hàng biết được về những cái dấu hiệu về ung thư dạ dày sớm cũng như là cái kỹ thuật nội soi MRI. Và sau đây thì Minh Hiển xin được kính mời quý vị khán giả đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc. Do thời lượng chương trình có giới hạn thì quý vị nào đang có những thắc mắc hoặc những câu hỏi xoay quanh những cái chủ đề hôm nay thì hãy comment bên dưới hoặc inbox trực tiếp cho fanpage của Bệnh viện Quốc tế City để được bác sĩ hỗ trợ giải đáp sớm nhé. Hiện tại thì Minh Hiển cũng vừa nhận được một cái câu hỏi của một bạn khán giả, và Minh Hiển xin được phép gửi đến bác sĩ câu hỏi của bạn khán giả như sau. Vâng, câu hỏi đầu tiên đến từ vị khán giả có tên là Đức Trọng.
Tôi năm nay 32 tuổi, không hút thuốc nhưng mà vì tính chất công việc thì tôi thường xuyên phải uống rượu bia nè và có những sở thích ăn đồ nướng. Như vậy thì xin bác sĩ tư vấn cho tôi được biết là tôi cần tầm soát như thế nào để phòng bệnh ung thư dạ dày, thưa bác sĩ. Bệnh nhân mới 32 tuổi thôi, nhưng mà do tiếp xúc với những yếu tố nguy cơ có thể gây ra những ung thư đường tiêu hóa thì tốt nhất là khi mà có triệu chứng thì chúng ta nên đi soi kiểm tra, sẽ để tầm soát những ung thư sớm, những cái tổn thương sớm để giải quyết sớm thì tốt hơn. Dạ vâng, tức là những khách hàng mà như là anh khách hàng hiện tại á, thì chúng ta trước hết là chúng ta nên đến gặp bác sĩ để được nội soi trước cũng như là check kiểm tra xem là mình có bị ung thư dạ dày hay không, và từ đó sẽ có những chế độ ăn uống cũng như là sinh hoạt nó phù hợp hơn. Em thấy là cái anh khách hàng này cũng khá là chật vật trong vấn đề mà công việc, đúng không ạ? Dạ vâng, rồi thì Minh Hiện cũng mới vừa nhận thêm một cái câu hỏi tiếp theo của một bạn khán giả, bạn có tên là Trúc Bình. Bạn hỏi như sau: thưa bác sĩ, em năm nay 30 tuổi, em muốn nội soi dạ dày thì khoảng cách giữa hai lần nội soi dạ dày là bao lâu? Và rất mong được bác sĩ giải đáp sớm cũng như là để cho em chuẩn bị tâm lý trước ạ. Bệnh nhân 30 tuổi. Dạ vâng. Nếu mà chỉ là tầm soát cái ung thư dạ dày hoặc là tầm soát bệnh dạ dày thì khoảng cách có thể là 2 năm theo như khuyến cáo. Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà chị đó đang có triệu chứng á, thì nên đi soi để kiểm tra. Thứ ba là sau khi soi lần đầu thì dựa trên kết quả soi thì chúng ta có thể tư vấn tiếp cho bệnh nhân là nên bao lâu soi tiếp. Ví dụ như những cái tổn thương gây ra chuyển sản thì mình nên soi lại sau 1 năm. Dạ vâng. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hẳn là với câu trả lời của bác sĩ thì chắc chắn là bạn sẽ có những cái kế hoạch cũng như là chuẩn bị cho việc đến chẩn đoán cũng như là kiểm soát ung thư dạ dày, phải không ạ? Và sau đây thì Minh Hiền sẽ đến với câu hỏi thứ ba. Dạ vâng, câu hỏi thứ ba với câu hỏi này em thấy là cũng khá là thú vị ạ. Câu hỏi như sau: tôi bị nôn ra máu, có phải dấu hiệu ung thư dạ dày hay không, thưa bác sĩ? Câu hỏi này đến từ bạn khán giả có tên là Minh Ngọc ạ. Một cái triệu chứng nôn ra máu nó có thể trùng lắp với cái bệnh lý khác. Ví dụ như là bệnh cách tâm vị hoặc là xuất huyết tiêu hóa là một cái ung thư tiến triển, chứ thường là ung thư sớm thì cũng ít khi nôn ra máu. Nhưng mà với cái triệu chứng này thì là một triệu chứng báo động, bệnh nhân nên đi soi kiểm tra coi lý do là gì để chúng ta có thể can thiệp và hướng dẫn tiếp theo. Dạ vâng. Minh Hiền cũng thấy là cái vấn đề này cũng khá là nguy hiểm, và Minh Hiền cũng góp ý với bạn khán giả này thì hãy trước hết á là hãy đến bác sĩ, gặp bác sĩ trước, đặc biệt là bác sĩ Minh, không ạ? Để bác sĩ Minh sẽ tiến hành có những kiểm tra để đưa ra những cái phương hướng để giúp cho bạn sẽ an tâm hơn. Và câu hỏi tiếp theo đến từ bạn có tên là Minh Minh. Bạn Minh Minh hỏi bác sĩ như sau: thưa bác sĩ, nội soi dạ dày an thần có nguy hiểm gì không, thưa bác sĩ? Và bao lâu để có thể tỉnh dậy, cũng như là có cần người thân đi theo chăm sóc không, thưa bác sĩ? Nội soi an thần thì hiện tại là rất là an toàn. Khi mà bệnh nhân đến với trung tâm nội soi CH Gia An thì sẽ được đội ngũ bác sĩ gây mê, họ khám sàng lọc và từ đó đưa ra một cái quy trình gây mê tốt cho bệnh nhân, thì đặt cái sự an toàn bệnh nhân lên hàng đầu. Thứ hai là sau khi mà soi thì khoảng chừng 10 đến 15 phút là bệnh nhân tỉnh táo rồi. Lời khuyên nữa là không nên tự lái xe về thôi, chứ còn thông thường bệnh nhân soi xong rất là thích và cũng rất là tỉnh táo. Dạ vâng, tức là mình cũng phải nhờ người thân hoặc là bạn bè cùng đi để an tâm hơn trên cái sau khi mà mình nội soi cũng như là trên đường mà mình về nhà, đúng không bác sĩ? Hoặc là đi taxi. Dạ vâng. Dạ vâng. Chúng ta cũng cảm thấy là bác sĩ đưa ra được rất là nhiều lời khuyên cho quý vị khán giả. Và một cái câu hỏi tiếp theo thì một bạn khán giả có tên là Bảo Bình muốn gửi lên bác sĩ với câu hỏi như sau: thưa bác sĩ, em nghe nói là nội soi rất đau, và ngoài nội soi thì có phương pháp nào để phát hiện bệnh không, thưa bác sĩ? Nội soi rất đau và khó chịu, đó là cái chuyện mà trước khi mà có cái nội soi an thần. Sau này khi mà có nội soi an thần thì bệnh nhân hầu như là rất là thích, không có phải lo lắng vấn đề đó nữa. Ngoài nội soi thì đối với một cái tổn thương về dạ dày thì thực sự là tốt nhất vẫn là phương pháp nội soi thôi. Nhất là ung thư sớm thì phải soi thì mới thấy được. Dạ vâng, thì hẳn là với câu trả lời của bác sĩ thì bạn có thể yên tâm về cái phương pháp mà nội soi, đặc biệt là phương pháp nội soi an thần, đúng không ạ? Dạ vâng, thì một câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Thả Như với câu hỏi như sau. Bạn này thì hỏi cho mẹ.
Dạ, Minh Thiện xin được phép đọc câu hỏi của bạn như sau. Mẹ chồng tôi năm nay 79 tuổi, cả tuần nay thì ăn uống không ngon miệng, đầy bụng, chậm tiêu, và gia đình thì muốn đưa mẹ đi nội soi kiểm tra. Nhưng là rất là lo lắng vì ngoài tuổi tác cao thì mẹ còn mắc bệnh tim mạch về tiểu đường, mỡ trong máu. Và Minh Thiện nghĩ là câu hỏi này cũng cho thấy là bạn rất là hiếu thảo cũng như là đang rất quan tâm về cái tình hình của người mẹ đúng không ạ? Dạ, xin mời bác sĩ có thể chia sẻ cho bạn để giúp bạn có được sự an tâm cũng như là tự tin khi mà chúng ta điều trị. Đầu tiên chúng ta thấy là bệnh nhân này là lớn tuổi. Dạ, vâng. Thứ hai là bệnh nhân có triệu chứng. Thì có chỉ định là nên soi. Và vấn đề là những bà có những cái bệnh nền thì khi mà đến với bệnh viện Quốc tế City thì những cái bệnh nền sẽ được bác sĩ gây mê khám sàng lọc rất là kỹ. Cho nên là đôi khi còn phải làm thêm vài thứ để cho an toàn khi mà có bệnh nền. Và khi mà đảm bảo sự an toàn thì bác sĩ nội soi mình mới soi. Cho nên người nhà cứ yên tâm về vấn đề bệnh nền của bà, cứ nên đến bệnh viện và soi để kiểm tra. Dạ vâng, dạ. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Một câu trả lời có thể khiến cho chắc hẳn là bạn sẽ rất là an tâm để mà đưa mẹ đến để mà gặp trực tiếp bác sĩ Minh để nhờ bác sĩ Minh kiểm tra. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì một câu hỏi tiếp theo nữa đến từ bạn khán giả có tên là Ngọc Tuyết. Bạn Ngọc Tuyết xin được đặt câu hỏi đến bác sĩ như sau. Ba tôi mất vì bệnh ung thư dạ dày 5 năm trước vì không được tầm soát bệnh kịp thời để mà điều trị. Thì gia đình tôi thì có ba anh chị em. Thì vậy thì xin hỏi cặp ba người chúng tôi có cần phải nội soi dạ dày không? Và khoảng bao nhiêu tuổi thì nên tầm soát? Câu hỏi này cũng liên quan đến di truyền không bác sĩ? Yeah. Do là gia đình có tiền căn ung thư thì chúng ta nên soi sớm. Thông thường là 40 nhưng có thể đi soi sớm hơn. Tại vì dựa trên kết quả soi lần đầu thì chúng ta biết được cái sang thương hiện tại của mỗi người. Và dựa trên cái sang thương đó sẽ có những cái tư vấn tiếp theo. Cho nên là khuyên là ba chị em, ba người nên đi soi, kiểm tra. Dạ vâng, yeah. Với những cái dấu hiệu đó thì chúng ta nên đi soi sớm. Bởi vì đây là một căn bệnh rất là nguy hiểm. Mình càng phát hiện sớm thì cái quá trình mà điều trị cũng như là sẽ thuận lợi hơn trong quá trình mà chúng ta điều trị đúng không? Dạ đúng rồi, khi mà mình phát hiện sớm thì mình can thiệp rất là dễ. Mà tỷ lệ sống rất là cao, trên 90%. Cho nên rất là khuyên bệnh nhân nên phát hiện sớm thì chúng ta sẽ giải quyết được cái bệnh sớm. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hẳn là quý vị vừa nghe về những câu trả lời của bác sĩ và quý vị chắc chắn là sẽ có những cái sự an tâm cũng như là sẽ có những dự định. Và trước hết thì nếu mà chúng ta có những cái dự định đó thì hãy nhanh chóng đến Bệnh viện Quốc tế City và gặp trực tiếp bác sĩ Minh để được chẩn đoán và điều trị sớm. Để đảm bảo quy trình nội soi diễn ra an toàn và thuận lợi thì Minh Hiển muốn chia sẻ với quý vị là hãy đến những cơ sở y tế có đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm, và đặc biệt là có thiết bị công nghệ hiện đại cao. Kính thưa quý vị, trong những năm gần đây, Bệnh viện Quốc tế City tự hào là một trong những địa chỉ được rất nhiều khách hàng tìm đến để sử dụng dịch vụ nội soi, và bởi những cái ưu điểm vượt trội cũng như là trang thiết bị công nghệ hiện đại. Quý vị khán giả nếu có nhu cầu thì có thể đặt lịch hẹn trước để được gặp bác sĩ cũng như là hỗ trợ giải đáp. Và nhân chương trình đang livestream thì Minh Hiển muốn chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn. Chương trình đầu tiên là chương trình ưu đãi miễn phí một lần khám và giảm 7% phí dịch vụ. Chương trình này áp dụng cho tất cả các khách hàng đăng ký mở thẻ Bình An CIH Vietbank. Quý vị khách hàng có thể đăng ký mở thẻ tại quầy lễ tân của Bệnh viện Quốc tế City và có thể sử dụng ngay sau khi hoàn tất đăng ký để thanh toán phí dịch vụ cũng như thăm khám tại Bệnh viện Quốc tế City. Chương trình thứ hai là chương trình ưu đãi 10% áp dụng cho tất cả các khách hàng cũ của khoa tiêu hóa và nội soi của Bệnh viện Quốc tế City. Chương trình này áp dụng ngay tại thời điểm hiện tại cho đến ngày 31 tháng 12, 2023. Quý vị khán giả có nhu cầu thì hãy đặt lịch hẹn tại Bệnh viện Quốc tế City để nhận được nhiều phần ưu đãi của bệnh viện nhé. Và một lần nữa thì Minh Hiển xin được gửi lời cảm ơn đến bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Đức Minh đã có những chia sẻ và rất là tâm huyết trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Và điều đặc biệt hơn nữa là Minh Hiển cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã dành thời gian để xem buổi livestream cũng như đặt những câu hỏi đến ban tổ chức. Minh Hiển hy vọng rằng sắp tới quý vị sẽ có được thêm những kiến thức hữu ích cũng như là hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của Bệnh viện Quốc tế City. Xin chào.